Hello, morning, morning cả nhà ơi. Morning, cả nhà khỏe không? Rồi, cả nhà chờ cô xin chút xíu nha. Mình vô share cái bài của mình cái đã. Mấy anh chị share giúp Christine nha. Hôm nay thì mình sẽ làm live. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Hôm nay là thứ sáu rồi. Ngày mai nữa sẽ là thứ bảy, đúng không? Đây là cái bộ nail chi đà nha mấy anh chị. Đây là cái bộ nail chi đà. Thì Christine sẽ chia sẻ cách đánh ôm rầy rất là nhanh gọn lẹ bằng phít mềm nha. Thì trên đây rất là dễ làm, thì anh chị nào cũng có thể là làm được hết á. Nên hả, chỉ cần có một set phít mềm thôi. Phít mềm Golden Dot. Đây đây là những cái màu nè. Một set phít mềm Golden Dot nha, gồm có là tôi coi 2 4 6 12 màu. Đây là những cái màu trong set mà Pigment Golden Dot nè mấy anh chị. Thì bữa giờ đọc xin dùng cái này, tại vì khi mà mình đăng lên một cái á, là khách hàng của mình nó thích cái này, thì mọi người đều thích dễ thương á. Cái màu nó rất là dễ thương và rất là dễ làm nha. Nên thành ra là hôm nay là cô xin chia sẻ thêm một bước nữa để mà mình làm ôm rầy. Đó, mọi người share giúp cô xin ha. Là cô xin đang share một chút xíu. Xong rồi đó để cho mấy anh chị vô nè. Mình làm rất là nhanh gọn lẹ không có lâu đâu. Để xin xe cái này đã. Rồi, bắt đầu là mình sẽ vô cái phần này nha. Đầu tiên thì mình sẽ có cái một cái bộ nail rồi, khi mà đắp bột màu gì cũng được. Nhưng mà tới khi mà mình làm cái design này á, thì mấy anh chị làm màu đậm cũng được, màu nhạt cũng được. Và khi mà mình dựa vào cái màu nhạt, ở trên đây là xin dùng cái màu EN số 11. Để tôi xin lấy cái màu EN số 11 ha. Sorry nha, hũ bột nó không chưa label tháo mất rồi. Ok, thì xin trên cái nền này thì xin sẽ dùng EN số 11. Tại sao? Tại vì khi mà mình dùng những cái màu nền nhạt thì khi mà mình đánh tiếp mình lên cái màu của mình nó nhạt. Thì nếu mà anh chị mà mình thích cái màu đậm thì mình cứ cho cái nền của mình màu đậm. Thì trong cái phần này khi mà mình đánh pigment thì mấy anh chị có thể là làm trên nền dip nè, rồi xong mình làm trên cái nền treo cũng được nữa. Không hạn chế nha, không có hạn chế. Và để đánh cái pigment cho nó nhạt. Tại vì sao? Những cái màu trong pigment này Golden Dot là nó thuộc tông pastel và nó tông nhạt. Nên thành ra là khi mà mình làm xong á, nhìn nó rất là nhẹ nhàng và rất là dễ thương nha. Nên tới khi mà mình làm á, mấy anh chị là mình đánh trên cái nền nhạt thì mình sẽ ra tông nhạt. Còn khi mà mình đánh trên cái nền đậm thì nó sẽ ra tông khác. Nên tùy theo là mình thiết kế cái bộ nail nó như thế nào nha mấy anh chị. Thì đầu tiên trước khi đánh thì mấy anh chị có thể là dùng bi hay bất cứ dụng được. Nhưng riêng Christine thì mình tư vấn cho mấy anh chị là mình nên dùng cái metal coat. Tại vì khi mà mình dùng metal coat mình hơi khô 30 giây đó, là nó còn cái độ ẩm ẩm chút xíu thôi. Và khi mà mình đánh lên thì nó rất là nhẹ nhàng và cái màu của mình nó dễ điều hơn nha. Và mình sẽ sơn một lớp metal coat lên nè. Chai top coat này là có 8 đồng một chai thôi nha mấy anh chị. Và khi mà anh chị mà mình làm cái này, mình lựa chọn cái matte top coat nền nhung. Matte top coat này là nó trên cái nền nhung nha mấy anh chị. Nên nó thành ra khi mà anh chị làm xong á, mình đánh mình nó rất là dễ. Đó, tại vì nó còn cái độ bám, độ rít một chút xíu. Khi mà mình hơ 30 giây ha. Nên tới khi mà mình làm cái này thì mình dùng cái nền matte top coat. Thì thực sự là nó đã khô rồi. Nhưng mà khi mà mình đánh pigment lên, mình chà mạnh một chút xíu là nó vẫn còn cái độ bám mỏng thôi. Độ bám mỏng thôi, nó nằm ở ngoài cái lớp trên nền móng vậy đó. Mấy anh chị ơi, share giúp Christine ha. Rồi, sơn một lớp thật mỏng, không có cần dày nha mấy anh chị. Không cần dày nha, khi mà mình làm này mình sơn đều, không cần dày. Rồi, vuốt hai bên, chắc chắn là nó không bị mất xếp nha. Tại cái phần mất xếp này á, nó sẽ làm cho cái bộ nail của mình á, nó làm công lấy xếp thì nó cũng cực, nó cũng mệt đúng không?
Nên thành ra khi mà mình làm cái design á, qua nhiều lớp như vậy thì mình cố gắng là những cái lớp nào đó thì mình đi cho nó thật mỏng. Sau đó xong hết thì mình hơ cho 30 giây. Mình hơ 30 giây là ok nha. Hoặc là 40 giây cũng được, không thành vấn đề. Thì khi mà mình bây giờ là mình xong hết là mình bắt đầu tạo cái phần nền. Tạo cái phần nền nha. Phần nền thì mình sẽ sử dụng là Go in the dark pigment ha. Go in the dark pigment. Đó, thì mình sẽ tạo cái phần nền. Và khi mà những cái màu cheddar giống vậy thì Christine sẽ sử dụng 4 màu trong set mùa thu. 4 màu trong set mùa thu nha mấy anh chị. Set này là set mới. Hôm bữa là Christine đã chia sẻ và giới thiệu cho anh chị nè. Và khi mà mình làm cái design này là mình lấy mỏng thôi, nên thành ra là Christine sẽ lấy cái màu của mình, 4 màu của mình ra một cái dĩa ha. Lát nữa là mình sẽ lấy màu trong một cái dĩa, nên là mình sẽ đi từng bước một nha mấy anh chị. Rồi mình sẽ mở cái màu pigment của mình ra. Pigment này có mấy đồng à? Mấy đồng một hộp à? 8 đồng một hộp thôi mấy anh chị. Là mình có thể là gọi vào số phone nha, 714-804-8688, 714-804-9288, 714-804-9688 và 714-804-9918, 714-804-9948. Đây là những số phone thì sẽ giúp cho anh chị là mình tư vấn sản phẩm ha. Rồi, 6 màu. Và mình sẽ đi theo tông nha mấy anh chị. Tại vì cái này là mình đánh âm rầy, nên thành ra là mình sẽ đi theo cái tông màu. Rồi, cái bịch này luôn ha. Xài cái bịch này, xài xong cái là mình bỏ. Mình từng cây vậy nè. Mình xài rất là đã luôn. Khi mà mình đã hơ nè, thế là mình đã hơ xong đúng không? Là mình bắt đầu đi màu ha. Rồi, khi mà mình đi màu cũng vậy nha mấy anh chị. Mình đi, tại vì mình có 5 ngón hay 10 ngón gì đó, nó không có mất thời gian của mình đâu. Nó không hề mất thời gian của mình chút nào hết ha. Mấy anh chị thấy cái trên cái màn hình của mình rõ không? Rồi, đầu tiên là Christine sẽ đi cái màu cam. Đó, đánh nè. Mình sẽ chia khoảng cách ra nha, cho nó đều nhau một chút xíu. Mình đánh trên phần cuticle, tại vì mình muốn cái màu nhạt, thì mình sẽ đi hết nè. Đó, mình đi cái màu nhạt ở trên này. Đây là cái màu thứ nhất của mình đi. Thì tổng cộng là mình có tới 6 màu lận. Nên là mình sẽ chia cái khoảng cách mình ra ha. Đánh cho nó đẹp nè. Đó, mình chà mạnh một chút xíu ha. Đó, mình chà mạnh một chút xíu nè. Tại vì đây là mình đánh trên cái nền đã khô, nên thành ra là mình chà mạnh một chút xíu để cho cái pigment của mình nó bám vô. Mấy anh chị ơi, share giúp Christine nha. Thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Xong hết nè ha. Khi mà đã xong hết rồi, mình khoan phủi nha. Đây là cái mẹo xong hết khoan phủi cái màu. Không phủi cái màu nha. Không có phủi cái màu, mình để im vậy luôn. Sau đó tiếp tục mình sẽ lấy cái màu thứ hai. Lấy màu thứ hai và mình tiếp tục đi cái khoảng cách xuống. Đó, để cho hai màu nó loang ra. Nên nếu mà mình phủi á, là nó không có âm rầy nữa. Nó sẽ thành ra hai màu khác biệt, riêng biệt luôn. Nên thành ra làm cái này mình phải có mẹo. Mình phải lưu ý là không có phủi sạch cái phít màu cam đầu tiên. Mình cứ giữ trên cái móng vậy đó, để khi mà mình đánh giống vậy nè, là cái đánh của mình đó, nó sẽ mang theo hai cái màu chung với nhau. Thành ra khi mà mình đánh nó sẽ là đi chung với nhau, nó tạo ra hai màu nối với nhau, thành ra âm rầy. Đè lên đè xuống như vậy nè. Đó, đi ha. Xong, tiếp tục đi này. Âm rầy rất là dễ nha, khi mà mình sống này mấy anh chị không có cần design gì hết, cũng đẹp nữa. Đó, quan trọng là hả, nó ra cái âm rầy nhẹ nhàng cho mình. Đó, nếu mà khách mà muốn 5 màu mà cho cái chịu á, thì mình tùy theo là khách nữa. Nói chung thì mình cũng tùy theo khách ha. Rồi, đi màu thứ ba. Màu thứ ba thì mình đi màu hồng nè. Đánh lên. Không, đi màu thứ ba nè. Tiếp tục đi hết những cái màu màu khác. Mấy anh chị ơi, save Christine ha. Đi từng màu không có vội. Đó, mình chà cho nó đều một chút xíu ha. Mình chia cái khoảng cách ra cho nó đều nè. Cái màu của mình cũng cho nó đều luôn. Nên cả nhà share giúp Christine ha. Tại vì khi mà mình làm live trực tiếp mình chia sẻ kỹ hơn, mình có thời gian nhiều hơn. Nên thành ra khi mà mình làm live thì nó hơi chậm một chút xíu, tại vì mình muốn chia sẻ cả nhà đó. Xong hết nè, mình sẽ đi màu tím ha. Mình sẽ đi màu tím lên. Tiếp tục lấy màu tím cho cái phần còn lại.
Cái này là mấy anh chị muốn đi bao nhiêu màu cũng được nha, không hạn chế màu nha. Hello Nguyễn Phi Hùng, hello cả nhà. Không hạn chế màu, mình muốn đi bao nhiêu màu tùy mình. Cái này là mình đang đi cái phần ombre. Đó, xong ha. Rồi qua màu tiếp theo là màu xanh, là màu xanh. Màu blue á, màu baby blue nè. Mảng nó hơi lát một chút thì sao á. Thấy rõ chưa cả nhà? Thấy rõ không? Ok, rồi. À, mua trên 150 là mình free ship nha. Mua trên 150 là mình free ship nha cả nhà. Rồi đi màu xanh nè, đi màu green nè. Màu green nè. Mấy anh chị ơi, save Christine ha. Thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Đó, đi màu green lên cái phần đầu móng. Chà cho nó đều ha. Dễ thương lắm luôn mấy anh chị. Làm cái này là khách của mình rất là thích luôn. Bữa giờ là Christine làm là khách của mình rất là cưng. Rồi xong phủi sạch. Đó mấy anh chị thấy không? Phủi sạch như vậy nè, là mình đã có cái phần ombre. Mình chỉ việc là sơn top hay là sơn gì thôi là mình đã xong một cái bộ nail đó. À, đây là cái bột pigment. Đây là cái bột pigment nha. Bột pigment Gold the Dog. Để cô xin lấy cái hộp mới cho mấy anh chị xem ha. Rồi địa chỉ là showroom là của Silem Supply là 7495 Anaconda Garden Road 92841 nha cả nhà. Thì anh chị có thể là xuống đây nè. Đó. Rồi. Tới địa chỉ này ha. Xong hết là xin sẽ đẩy cái này lại và mình chụp một tấm hình nha. Chụp một tấm hình tại màu đẹp quá, chụp chung với cái pigment để cho mấy anh chị biết là xin dùng cái pigment. Pigment nào để đánh. Đây là cô xin dùng cái hộp này có 8 đồng thôi nha mấy anh chị. Có 8 đồng một hộp thôi mà làm được rất là nhiều design mà rất là dễ làm nữa, là mình không có sợ là mình làm ombre không được. Mấy anh chị thấy không, màu rất là cân đúng không, màu lên rất là cân nha. Chỉ có pigment này làm thôi, còn những cái màu khác là làm nó không có khó ra lắm mấy anh chị, nó làm nó không có được như ý mà mình muốn á, nên là hả cái set này là rất là ưng ý luôn mấy anh chị. Thả lỏng. Đó, mình cho khách của mình thả lỏng ha. Là cô xin sẽ chụp một tấm hình chung với cái hộp của mình. Rất là cân luôn. Chụp đơn giản thôi. Đó. Để vậy ha. Cái này là mình chưa có cover gì hết. Mọi người chờ chút ha. Để cô xin chụp tấm hình đó.
Rồi xong hết nha. Thì bắt đầu là mình sẽ đi cái phần zebra lên. Thì mình sẽ cần một cái dĩa, tại vì trong cái phần này thì mình sẽ đi những cái màu sơn của mình nó mỏng thôi. Đi mỏng thôi, không có đi dài lắm nha. Nên thành ra là cái xin sẽ lấy một chút nước sơn để đây. Tại vì cái xin sẽ dùng cái cây cọ lon lai quốc này. Cây cọ lon lai quốc này để mà mình đi ha. Đây là 4 màu trong set mùa thu 24 màu mới của mình. Giá của một set là 150. Lấy 4 màu của mình ra. Trước khi xài là cái xin sẽ rửa cọ nè. Rửa cọ bằng mình sẽ dùng cái đầu ngắn nha. Bình thường thì mấy anh chị hỏi cây đầu ngắn làm gì. Cây đầu ngắn, cây cọ nè. Đây là cái cây đầu ngắn Long Lai Quốc nha. Nó có hai đầu, một cái đầu dài, một cái đầu ngắn. Thì trong cái phần này là mình sẽ sử dụng tới là cái phần đầu ngắn. Đầu tiên thì mình sẽ đi cái phần màu nhạt trước ha. Mình đi mỏng thôi. Nên tại sao là mình xin lấy cái màu của mình ra. Mình đi cho nó xen kẽ ha. Mình cứ đi cho nó có cái hình tròn thôi mấy anh chị. Đó, mình đi cho cái hình tròn nè. Dùng cái đầu cọ của mình á, ngắn dễ đi nha. Trong cái phần này thì mình sẽ dùng cái đầu cọ ngắn của mình dễ đi và đi cho nó mỏng thôi. Chứ mình không có đi cho nó dài. Trong cái phần design này á, mình sơn top thôi cũng rất là đẹp, hay là mình vẽ line lên cũng rất là đẹp nha. Cái này là chi đà. Đó, chi đà thì mình vẽ cho nó tròn, lớn lớn nhỏ nhỏ thôi. Không, quá dễ luôn. Nè, lớn lớn nhỏ nhỏ nè. Xong hết, mình đổi màu. Đổi màu thì mình dùng cái top mình rửa cây cọ của mình cho nó sạch. Xong mình sẽ chuyển qua một cái màu khác ha. Màu nhạt hơn. Mình sẽ đi từ màu nhạt đến màu đậm. Đó, mình đi xen kẽ nha mấy anh chị. Mình tới 4 màu lận. Nên là mình sẽ sắp xếp là màu nào trong đó cũng có ha. Từ lớn tới nhỏ. Khi mà mình đi lát nữa thiếu màu gì mình đi lại. Còn bây giờ mình cứ đi hết những cái màu có trong của mình đã. 4-5 viên gì đó cũng được ha. Xong hết nè, mình đổi màu qua một màu khác. Chi đà rất là đơn giản luôn mấy anh chị, dễ làm lắm. Mình cứ đi hết những cái màu của mình lên nha. Lát mình coi chỗ nào còn thiếu thì mình sẽ bổ sung màu sau. Cái design này ai cũng làm được hết đó mấy anh chị, dễ lắm, rất là dễ nha.
dùng cái đầu nhọn cọ này của liwood này, cái đầu ngắn á, trong cái cho trên trong cái cây liwood này, không mình cho nó lớn lớn nhỏ nhỏ, không có cần làm bằng size đâu nha. Làm cái design này là mình không có cần làm bằng size đâu mấy anh chị, lớn lớn nhỏ nhỏ gì cũng được hết, tùy theo là mình phối mình bố cục cho nó hài hòa là được. Khi mà mình đi này đi mỏng thôi, không có đi dài nha mấy anh chị, đi dài nữa lát để khi mà mình làm xong á là mình phải để vô cái máy của mình, nó là phải 1 phút nha, ít nhất là phải 1 phút nha. Và khi mà cái treo vẽ của mình xài bất cứ treo vẽ nào cũng vậy, xài bất cứ treo vẽ nào cũng vậy là mình phải để vô máy, chứ mình không có lấy ra lấy vô nha mấy anh chị. Lấy ra với vô là cái treo của mình dễ nó không có khô lắm. Rồi xong hết, bắt đầu mình đi cái màu đỏ nè, cái màu số 14. Những cái màu này thì mấy anh chị thấy mùa thu đúng không, thì quý xin kết hợp cái màu này chung với để mà mình làm cái mùa thu, chi đà mùa thu ha. Cho đây cái, rồi cho đây cái, dạ. Sóng này mình sẽ bổ sung cái màu nhạt vô, mình bổ sung cái màu nhạt vô nha, để cho nó là hài hòa hơn. Mấy anh chị ơi, xe giúp Christine ha, thank you cả nhà rất là nhiều luôn. Rồi mình sẽ bổ sung nè, những chỗ còn thiếu thì mấy anh chị cho hộp nhỏ thôi, cho nó cân bằng lại ha, không cho nó cân bằng lại, tại vì cái màu này nó dễ lắm, design cái này rất là dễ, mình không nhất thiết là phải exactly. Rồi cái này ok. Ở đây là cái xin sửa cái màu này, cho cái màu này đây nó đậm này. Đó xong, xài xong là mình rửa cỏ ha, rửa lại cỏ. Đó khi xong hết này là mình bắt đầu là để vô máy nha, để vô máy là mình cho nó khô đã, xong á đem ra là mình mới bắt đầu vẽ nè. Rồi cho vô máy, hơ là phải là 1 phút nha mấy anh chị, hơ là phải 1 phút hoặc hơn 1 phút. Xong hết thì mình sẽ chuyển màu, mình sẽ outline là màu đen lên. Và khi mà mình outline màu đen thì mấy anh chị sẽ dùng cái chai này, rất là dễ cho mấy anh chị làm, rất là dễ nha. Rồi khi outline mấy anh chị dùng cái chai Evil Black nha, không dùng chai treo vẽ. Tại vì á, khi mà mình outline cái này á, đừng có đặt quá rất là khó. Và cái màu treo đen này nó rất là đen và nó không có đặt lắm, nên tới khi mà mình outline phần mà chi đà đó thì nó rất là dễ ha. Mình lấy một chút xíu màu đen trên này, là cô xin không có đi màu đen kia để làm, mình lấy cái màu này ha, để mà mình outline nè, lấy một chút xíu màu đen ra. Nên ha, mấy anh chị dùng cái chai này để mà mình outline chi đà rất là dễ nha. Đó, nó không có quá đặc nè, không, nó rất là dễ dàng khi mà mình điều khiển cái cây cỏ của mình.
xong hết cũng y chang dùng cái đầu cỏ này luôn đó. Hôm nay thấy cái đầu cỏ mình là có tác dụng rất là quan trọng luôn ha, có tác dụng rất là quan trọng luôn. Và cái cây cọ này là long lai quất nha mấy anh chị. Long lai quất thì nó có hai đầu, thì cái đầu này là cô xin hay dùng để vẽ lai nè. Rồi hôm nay thì mình dùng cái này, cái cây này á thì mình dùng để vẽ nét nè, hoặc là mình dùng để tô nè ha, hoặc là mình dùng để vẽ ren nè ha. Nên nó thì tác dụng của cái cây đầu ngắn này cũng rất là lợi hại nha mấy anh chị, rất là lợi hại nha, rất là dễ xài và nó có rất là nhiều tác dụng cho mình. Sorry. Đó, mình chờ cái tay người khách khô ha. Khi mà mình đã hơ đèn nè, cái treo vẽ của mình khô thì mình sẽ outline màu đen ha. Khi mà mình outline màu đen nè, mình lấy cái chai Evil Black mình outline. Đó, rất là dễ dàng ha. Mình outline nè, không nhất thiết là phải tròn nha mấy anh chị, không nhất thiết là phải tròn nha. Đó, mình outline nè, hơi rung tay chút xíu. Đó, hơi rung tay chút xíu đúng không? Nè, mình rung tay giống vậy nè. Mình đi cũng đừng đi mộng quá, vừa vừa nè ha. Dễ không? Rất là dễ nha. Rung rung chút xíu nè, cho nó vậy. Rồi, tiếp tục nè. Nhỏ nhỏ outline luôn nè, cho nó đi một cái đường tự nhiên. Nào còn thiếu nè, mấy anh chị cho một chút xíu màu đen vô. Đó, cho vài chấm đen vô ha. Rồi, xong hết mình đi qua ngón khác nè. Bộ này hả? Bộ này là cái xin lấy là luôn cái pigment mình luôn, cái nail là khoảng 130 thôi. Còn khi mà hả, tại cái xin thấy nó design nó dễ, chứ bình thường bộ nail này á, bột không á là mình cũng lấy 120 rồi ha. Nhưng mà khách quen nên thành ra là cái xin thấy dễ quá nên lấy khoảng 130 thôi. Chứ bộ này thì mấy anh chị á, tùy khu là mình có thể lấy lễ trên 150, tùy theo là khách của mình nên tùy khu nữa ha. Còn Christine thì hôm nay lấy khách này của mình là 130 thôi, tại thấy nó cũng rất là dễ và đắp bột lên xong dễ chút xíu thôi. Chứ bộ nail bình thường á, dài vậy là mình cũng lấy là 100, 120 rồi, chưa tính design nữa. Thì design cho bộ này là khoảng tầm là 35 đồng cho cái bộ design này. Đây là 10 ngón lận.
đó. Xong hết là mình sẽ để cho máy nha. Và khi để cái này cũng vậy, mình sẽ để làm 1 phút trở lên. Và khi mà cái người khách đó, thì mình nên lưu ý khách là đừng có lấy ra lấy vô, để cho cái màu của mình nó khô tuyệt đối ha. Rửa khi mà xài xong cỏ cũng là dùng thấp hút ha, để mà mình rửa cây cỏ của mình nè. Đó, và cây cỏ của mình thì mình sẽ để vô cái đậy vô nắp giống vậy. Là lúc nào cây cỏ của mình cũng được bảo quản á, nên thành ra là cây cỏ của mình tuổi thọ rất là lâu. Và tuyệt đối là cây cỏ của mình không rửa acetone nha mấy anh chị ha. Không rửa acetone. Làm xong hết chùi sạch cái cây dĩa bằng acetone ha. Đó, rất là sạch luôn. Chùi bằng acetone xong rất là sạch. Khi xong hết cái phần này, để một cái mẹo, tại vì thường á, khi mà anh chị sơn mát mà hồi nãy tới giờ là mình làm cái design chi đà nó hơi dài, đúng không? Là mỗi lớp như vậy là mình đã đi một lớp màu rồi ha. Để cho cái mặt móng nó, nếu mà mình muốn cái mặt móng của mình nó không có bằng phẳng hay là nó hơi, tại vì khi mà mình đi chi đà thì mấy anh chị hay thấy đó, nếu mà mình sơn mát lên nữa là mình hơi thấy là nó không có bằng phẳng, tại vì cái gel của mình mà nó hơi dày chút xíu, đúng không, khi mà mình đi màu. Nên thành ra tới khi mà mình sơn xong cái này, mình làm xong cái này để cho cái mặt móng khi mà mình sơn mát lên nó đẹp á, thì mấy anh chị đi một lớp top trước đã, sau đó mình mới đi lại một lớp mát, để là hả chắc chắn là cái mặt móng của mình nó mịn rồi ha. Mấy anh chị thấy nè, là mình đã xi xong thì tất nhiên nhìn qua bên hông thì mấy anh chị thấy, thường ai làm cái này cũng vậy thì mình đều biết hết là nó mặt móng của mình á nó hơi ô ô, đúng không, nó hơi là không có flat, tại vì mình đi cái màu treo nè, nó sẽ giống như thấy nổi cục cục. Còn nếu mà khách nào hay là anh chị nào mình thích thì mình cứ sơn trực tiếp mát luôn cũng được, nhưng mà để muốn cho cái nó mặt móng của mình nó flat hơn thì mình sử dụng một lớp top trước đã nha, rồi sau đó là mình mới đi một lớp matte top coat lên đó, để cho cái mặt móng của mình nó bằng phẳng hơn. Khi mà mình đi thấp cũng vậy, là mình đi thật là mỏng và thật đều nha mấy anh chị, không có nhất thiết là mình phải đi dày. Đi thật mỏng và thật đều nè. Đó là cục xinh quét rất là mỏng và rất là đều. Để làm gì? Cover đầu tiên là mình sẽ làm cho cái mặt móng của mình nó mịn hơn chút xíu. Cái thứ hai nữa là cover cái pigment của mình luôn. Đó, đi thật mỏng, tránh với lại thì mình không có đi dày, tránh tình trạng là nó sẽ bị mất shape nữa, tại vì mình đã vẽ cái này rồi. Nên thành ra là mình sẽ đi rất là mỏng nha. Không, lát nữa đi chị. Em đang làm like. Rồi, kéo thẳng xuống. Nè, vuốt ha. Khi mà mình quét nè, mình quét đều hai bên ha, để tránh trường hợp là nó sẽ chỗ có chỗ không, và cái pigment của mình không được bao không có được bao phủ á, là nó sẽ bị chóc á, tại vì cái gì cũng vậy, mình làm mà mình phải bao phủ nó thì nó mới last long cho mình được. Rồi, đi mỏng thôi không, mình đi rất là mỏng, quét cho nó thật sát vô, tại vì lát nữa là mình còn đi một lớp matte top coat nữa ha, nên là mình đừng có sợ. Rồi, không có cần đi dài. Cái lớp top này là lớp để mà bao phủ nè, đồng thời làm cho cái mặt móng của mình nó đều thêm thôi. Đó, quét cho nó thật đều. Xong hết tất cả trước khi để vô máy là vuốt xếp ha, tránh tình trạng là nó sẽ bị dày nha mấy anh chị, tránh tình trạng nó bị dày, nó mất xếp hai bên thì uổng cho cái xếp của mình, cho cái nail của mình. Không, vuốt xếp hai thành nè, vuốt thành móng thôi không, để tránh tình trạng là nó mất xếp. Ok, bắt đầu xong hết thì xin quét lại cái phần đầu móng một chút xíu, quét nhanh ha, đầu móng, để cho cái đầu móng của mình nó không có dày keo. Đó, sợ nhất là nó mất xếp uổng cái nail của mình. Rồi xong hết để vô máy mình hơ, xong hết là mình lấy cái phần matte top coat mình quét lại một lần nữa. Đây, mình lấy mét chóc hút, mình quét lại một lần nữa nè.
Rồi ha, thì nếu mà anh chị nào thích size này thì nó sẽ là ra như vậy, còn anh chị nào thích match top coat thì nó sẽ là ra như vậy. Còn bây giờ là Christine sẽ đi match top coat nha, tại bộ nail này là mình thấy là để match top coat nó rất là nổi bật luôn. Rồi sơn một lớp mỏng match top coat cũng y chang vậy luôn, sơn cho nó thật đều và không có đi dày. Squat như vậy thì chắc chắn là chỗ nào của mình nó cũng thật đều nha mấy anh chị. Rồi xong hết nè. Hello anh Đại, khỏe không anh Đại? Giúp xếp hai bên thành móng nè, đó để cho nó không bị mất xếp ha. Rồi bên này cũng vậy, nên thành ra khi mà mình làm á là mình sơn mỏng thôi. Giờ xong, để vô máy nè. Giờ mình bắt đầu là mình để dầu ha. Thấy là mình đã xong một cái bộ nail rất là đơn giản đúng không anh chị? Rất là đơn giản bằng những cái sản phẩm mà có trong tiệm của mình thôi. Nên khi mà mình có những cái sản phẩm mình tận dụng tối đa nha mấy anh chị. Mình tận dụng tối đa, mình làm ra những cái design. Hết bên rồi, máy hết bên rồi. Đó, khi mà mình hoàn chỉnh là cái bộ nail của mình nè. Em long time no like, hôm qua em mới like xong luôn á anh. Rồi xong hết nè ha. Là mình xin sẽ cho cái dầu vào đây. Rồi thế là Christine đã xong một cái bộ nail nha mấy anh chị. Màu rất là dễ thương nè, màu rất là cân nha, design rất là cân luôn. Thì á, mình có thể là rất là dễ làm. Thì hôm nay là Christine cũng chia sẻ và giới thiệu cho mấy anh chị rồi. Đó, để lên chút xíu, để xếp chút xíu ha. Rồi cả nhà thấy không, rất là đơn giản nha. Thì đây là cái bộ nail mà Christine đã hoàn chỉnh hôm nay. Thì trên cái line này là Christine cũng chia sẻ cách đánh pigment và những cái điểm cần lưu ý khi mà mình làm cái design này. Rất là dễ nha mấy anh chị. Chúc cả nhà thành công nha. Và chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Một cái giống vậy đó. Đây ha. Thank you mọi người rất là nhiều luôn. Và anh chị có thể là order những sản phẩm mà Christine đang dùng tại website là silamsupply.com. Số phone trên màn hình là 714-804-8688, 714-804-9288, 714-804-9688 nha.
hoặc gọi vào số phone 714-804-9918 và 714-804-9948. Ghé showroom của Christine là 7495 Anaconda Garden Road 92841 nha cả nhà ơi. Thì trên cái like thì Christine luôn luôn là để có website và số phone của mình luôn. Và hàng của mình đó, đồ chơi và về rất là nhiều luôn. Để Christine có tham là mình sẽ làm like giới thiệu cho anh chị ha. Đó, mình chuẩn bị là cho cái mùa Halloween nè, rồi xong chuẩn bị cho cái mùa Thanksgiving nè, rất là nhiều cái design. Thì cái set mới là mùa thu là 24 màu. Đó, và xin giới thiệu cho anh chị ha. Rồi, rất là dễ thương luôn. Bye bye, và hẹn gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của mình nha. Bye bye, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.